Bởi vậy mở tay vô sắp từng cái nha. Cái này lớn rồi, sắp xếp lại đi, xếp lại. Thôi giờ mình xếp lại như vậy nha. Mình xếp mình lấy này, mình đóng xuống, mình đắt lên. Cái này phải dọn mua xong mới có cái chơi nha con. Đó, bà nó làm cái hộp hơi bất tiện. Có phải cái hộp của nó không? Hộp của nó. Ừ. Đáng lẽ là nó làm hình chữ vật mà cạn cạn thôi. Để người ta sắp đằng này. Rồi hay là mình mở lên rồi bố thì mình sắp cho mình đóng lại. Hả? Còn cái nắp đó đây thì nắp đây. Còn cái này nó sắp. Tôi thấy anh bé lười biếng quá không chịu xếp. Không, có lẽ là nó. Tại vì nó chặt đó con. Nó xếp ở ngoài con. Bố là mẹ là người mẫu tới nó quay phim. Nó có phim người mẫu là người mẫu là chú lên làm gì ạ? Chú lên, anh có đọc. Chân gà. Không phải chỉ thiếu cái nhờ cậu đàn mang về hỏi á, cô chị hỏi. Cô chị hỏi những người đàn về thì nhờ về nó không đâu có. Không có. Ủa, ớt anh đẹp đấy, giờ anh đẹp anh cần ra, không giờ đẹp anh về hai nghìn. Em còn mang qua đây nè. Anh em cầm chứ. Cầm gỡ gì đó. Cầm gỡ từ đây gỡ rồi đó. Từ đó rồi. Nhưng mà cần bên đó tham quan mà. Mà sao bây giờ gửi đến đi. Trời ơi bên đó không giúp mà. Cầm bên đó nhưng mà tại cứ kỳ rồi mẹ rồi nhớ không. Lúc không được. Lúc không được rồi tại vì cái chết của ba. Không biết nữa. Không biết gì. Không có gì mà đi. Trong lò. Bây giờ con ngồi xếp kia lâu quá. Bữa nay học chú mở ra. Chú mở đâu phải mở nè. Chú mở nè, mở sẽ cười. Chú mở thôi. Chú mở cho mẹ nó. Thôi mẹ chị mẹ. Chả không được. Ừ. Đi đi ngồi đi bây giờ. Chẳng đi đi. Thì chẳng không nên sắp chị với chị. Mai chưa được đi học được nghe con. Chưa đàn lớn này nha, chưa đàn là sinh viên này nha. Chuyện đổi từ cái đi học cho bà ngoại đi học đi. Em vài tháng nữa được không? Bà ngoại đi học. Bà ngoại đi học.